thì nó sẽ nhảy qua Excel, nó ra hết ra Excel này, thấy không? Đổi màu, mình cất vào đây như thế này, đúng không? Dần mờ đi chẳng hạn, mình xác định nó là cái gì mờ, bao nhiêu cái mờ, đúng không? Ví dụ như cái bộ bộ S5L2 đi, mà chủ nhà ta yêu cầu mờ thì mình xử lại là mờ, mà bộ nào nó mờ thì mình lựa chọn cái thông cái hiệu này, mình lựa chọn nó. Thì có phải là vậy là mình đặt được kính không? Mình đặt được kính không? Mình gửi cái file này qua kêu cho tôi đặt cái lô kính này, đúng rồi, nhanh không? Không phải viết tay, không phải gì hết, kích này gửi qua phát sai đâu, nó ông phần mềm chịu. Mình chọn đúng hệ vô, mình chọn đúng hệ phát, đó là một cái hiệu quả về kính. Cái thứ hai này, đơn xeo này, cái hiệu quả về nhôm này, thì tổng hợp thanh nhôm chẳng hạn, bản vẽ mô phỏng thì bây giờ tổng hợp thanh nhôm trước đi. Tổng hợp thanh nhôm thì bây giờ thanh nhôm của nó thì mình phải để ý á, cái nhôm nó dài bao nhiêu mét, thì mỗi hãng nhôm nó dài khác nhau, thì cái vấn đề này là bên bên phần mềm người ta cho sửa. Thì bây giờ mình tổng hợp thanh nhôm những khung bao của mình là 5m9 thì mình sẽ sửa 5m9, hoặc khung bao 5m8 thì mình để nguyên. Thì cái này cái gì tất cả đều 5m8, khung bao cửa trượt của mình 5m8 thì mình ghi 5m8, mình cho sửa mà đó. Rồi ví dụ như này, ở trong đây có những cái thì mình không xài thì mình không để vào, giả sử như là cái ke này, ke gốc này là mình nô này, nô này, đúng chưa? Mình nô hết những cái gì mình không xài, đây chữ inox, hèn, ốp, cánh, trượt, cánh, cánh, đố chi, rồi nè 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 đó, rồi. Nhưng mà mình hai cái nô là cái gốc với cái cánh mình không có làm, tại vì mình làm cái vĩnh cửu thì mình nô. Sau đó mình xuất dữ liệu ra, đó, xuất dữ liệu ra. Đấy không? Nhiều lắm. Thì sau khi xuất dữ liệu ra thì mình để ý hai cái, mình chỉ để ý hai cái thôi, cái đầu tiên và cái cuối cùng. À, cái đầu tiên và cái ở giữa. À, cái ở giữa là một cái thứ hai từ ngoài vô, cái thứ hai này, cái này nè, này cái này, đúng không? Thì nó gọi là giải pháp cắt, giải pháp tối ưu hóa thanh nhôm. Mình kéo cái dòng này bự ra 1 tỷ để mình xem nó là cái gì. Ở đây thì thông thường thì thợ làm lâu năm á, thì một là người ta nhớ tên. Còn cái này, anh em ở bên 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 chuyên mà ngồi để mà đặt hàng hóa đó, thì người ta sẽ nhớ là mã số. Thì đây là ký hiệu thanh đó. Thì bây giờ ở trên này ký hiệu thanh đó, thì nó có giải pháp cắt, cắt như thế nào để mà không có hao nhôm mà dư ra được một đoạn nhôm dài nhất có thể. Thì bây giờ nè, 3290851 thì mình cắt hai cây này, số lượng là một thanh, mình cắt hai thanh này mình được cái này, thì mình dư ra chỉ 14 cm thôi, không bao vách kính, mình dư ra 14 cm. Cái thứ hai không bao vách kính thì mình cắt ra xong mình dư một cây đúng 1,5 m. Thì thông thường nếu mình cắt lung tung thì nó sẽ dư cây đoạn dài hoặc đoạn ngắn, lung tung đoạn. Nhưng mà cái này thì nó dồn hết lại, nó dư đúng một đoạn là 1,5 m thôi, và nó mất thanh này. Đấy, cái thứ hai là về nẹp kính nó cũng tính luôn, cần lấy bao nhiêu cái nẹp và cắt như thế nào để nó tròn nẹp. Và cái góc cắt, chú ý cái góc nằm ở chỗ này nè, em để ý cái góc này nha. Giả sử như cái cây vách kính lúc nãy là người ta cắt hai góc xéo này, thấy không? Đây là góc cắt này, thì mình nó xéo như thế này tức là hai góc cắt 45 độ, mà cái góc này nó thẳng này là cắt hai thẳng 90. Những đường thẳng này là cắt 90, nó nằm ở trong, nó nằm ở trong hai cái gạch này, tức là gạch đầu là một cái thẳng, gạch sau là một cái thẳng. Nhưng mà tới cái khung bao cửa đi thì 55 đây anh chị em coi này, khung bao thì cửa đi 55 á, thì đúng là 2002 và 2002 này thì là hai cây nó khác nhau. Nhưng mà nếu 2002 2002 này á thì một cây á là cắt góc liếc bên này và thẳng bên này, và một cây là cắt thẳng bên này và liếc bên này. Đấy, thì người thợ người ta nhìn vào đây người ta có thể cắt được. Và đi ngay không cái dù ngang thì nó cắt. Thì thông thường không phải mình cắt thì mình sẽ tính là, giả sử như nó có nhiều bộ á, thì máy nó sẽ tính. Nhưng mà đây có một bộ thì nó là tối ưu hóa là một cây 3m2 với một cây 2m2. Nó tối ưu hóa thì nó sẽ dư một cái đĩa 38 phân thôi. Và nó cắt thêm một cây 2m2 thì còn dư một cái đĩa 3m59. Thì sau này cái đĩa này á, thì mình sẽ ứng dụng vô trong máy tính luôn. Là cái lúc lúc nãy mình thay đổi độ dài á,
Đó, lúc này ở độ dài ấy, thì có thể cây liễu này mình sẽ chọn một hệ nhôm khác. Giả sử khung bao cửa đi là 55 đi. Thì thay vì cái liễu này đây, thì sau này em lấy cái liễu này em cắt ngược từ dưới lên. Giả sử như là cắt ngược từ dưới là như thế này này. Ví dụ như là cái này đi, 5m8 này là 1 2 1 2 1 này, 1m2 này, 1m6 7 này. Nó là hai cây này đúng không? Thì em lấy cái rễ này em cắt ngược lên trên thì nó sẽ hoàn thiện cái rễ. Tại vì ở trên chỉ là toàn những cái nguyên thôi. Cái rễ DC thì cắt từ dưới cắt lên. Tính được như vậy cho mình. Thì khi mình soạn rễ là mình cứ cắt ngược từ dưới cắt lên, khi cắt được hết thì mình sẽ cắt lại cái dài, cắt từ trên cắt xuống. Thì nó tối ưu hóa tất cả cái rễ nhôm ở trong xưởng của mình. Đó là về góc cắt có này, về cắt những đoạn nào này. Đây là số lượng thanh này. Cắt này. Thì đây nó cái phần mềm này nó cho mình cái cách cắt. Nhưng mà mình muốn khi mà cắt ở thanh này á thì mình muốn biết nó nằm ở vị trí nào nữa kìa. Nó nằm ở bộ số máy nữa. Thì phải qua cái phần mềm là phải qua cái xuất một file nữa, đó là file file cắt cắt từng bộ. Cái này là tối ưu hóa cái file này, file tối ưu hóa thanh nhôm. Đó, còn tiếp theo là cái cuối cùng này. Cái cuối cùng này này là nó tính cho mình là khi mình cái dự án đó mình cần mua bao nhiêu nhôm. Thì bây giờ nó có đây là khung bao cửa trượt mình cần mua 8 cây, cánh cửa trượt mình cần mua 13 cây, ốp hông cửa trượt mình cần mua 5 cây, hèm cửa trượt mình cần mua 1 cây, khung bao bán kính mình mua 2 cây, nẹp mình cần mua 6 cây. Thì đó là tối ưu hóa trên này hết rồi. Thấy chưa? Khi nó tối ưu hóa những thằng này rồi á thì mình có thể tính được nó ra trọng lượng bao nhiêu kg này. Và cái đơn giá này có thể vô trọng lượng bao nhiêu kg cái thời điểm đó, chẳng hạn như nhôm 50 nha, như nhôm 90 ngàn một ký thì mình nhập đây 90 ngàn một ký, mình nhập đây 90 đúng không, lấy cái số 90 là mình nhân cho cái số ký này bằng cái này, nhân với cái này thì nó ra là mình mất tầm khoảng những 20 triệu tiền nhôm ra luôn. Cái là mình ra 20 triệu tiền nhôm, chuẩn bị 20 triệu tiền nhôm với cái dự án đó, chừng đó mét cửa mình cần 20 triệu tiền nhôm chẳng hạn thì mình ra đây luôn đúng không, nó rất là nhanh. Còn nếu mà mình lười lười được thì mình chỉ là tính ra cái đơn nhôm này, khung bao cửa trượt, cánh cửa trượt, ốp hông cửa trượt, số lượng bao nhiêu cây đó, được chưa, mình gửi cho người ta và người ta sẽ báo giá của mình là cái cây này bao nhiêu tiền một cây, cái cây này bao nhiêu tiền một cây, và người ta tự tính cho mình luôn thì mình ra tổng đơn hàng này bao nhiêu. Nếu mình lười tính, nhưng mà nó mình lười tính thì dạy nó nhanh đó, mình tắt mình tạm thời là mình in cái này ra, mình tạm thời mình in cái này ra. In thì cái này thì đơn giản, in thì ông nào cũng biết in rồi, kêu làm thì không biết làm, thì in thì nhanh lắm, ông nào cũng biết in. In cái này ra để đem lên sự sản xuất để người ta biết cách, người ta cắt và người ta tìm DC. Đó, cái này có ray inox này, thấy không, đầy đủ hết này, hệ cơ trượt mới của BMA nên nó phải có ray inox. Còn nếu như mình đang làm nhôm BMA mà mình chọn cái mình đang làm cái hệ nhôm BMA thế hệ mới có ray inox mà mình xuất ra một cái file Excel mà mình không thấy nó có ray inox là đương nhiên là mình làm bị lộn chỗ nào rồi, mà phải tìm hiểu lại. Đó, bỏ này đi, mình xem đi. Đây nó có cái hay nữa nè, bản vẽ mô phỏng chi tiết sản xuất. Thì mình xuất số liệu chi tiết sản xuất bằng cách là sao, kích vào đây thì nó sẽ ra là chi tiết sản xuất. Đây thì chi tiết sản xuất á thì nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này, bảng như thế này đi. Thì bây giờ những cái như phụ kiện mình không cần tính thì mình khỏi ghi vào để nó đỡ dài dòng, mà phụ kiện mình cần tính thì mình để nguyên, đúng không, kính mình cần tính thì mình để nguyên, ron cần tính để nguyên đó, vật tư phụ mình cần tính để nguyên hết. Còn những cái gì mà mình không cần tính á, thì mình loại bỏ nó ra bằng cách là mình lựa cái này là loại đi, còn mình cần thì mình để đây mình ok chẳng hạn. Thì đó là ra một cái file Excel như thế này và nó có hình ảnh đàng hoàng đấy. Mà việc của mình là đợi im cho nó chạy xong thôi. Sai được cô chọn sai ngay đầu, anh thấy là ngỡ ngỡ thì nó ra tùm lum đây rồi, bản vẽ rồi. Còn cái này nè, chi tiết sản xuất đâu, cái này số liệu hai cái.
bị lỗi cái gì rồi, thằng này bị lỗi cái gì rồi, anh thì ra mày không ra là... Khi nó ra thế này kìa thì em kéo cái này rộng ra, kéo cái tên nhôm rộng ra một xíu là mình nhìn rõ cái tên nhôm. Chỉ cái nhỏ đi để giống vừa hình cự đây, mình có thể phóng to thu nhỏ, nhưng thực ra cái hình cự này nó chỉ là mô phỏng thôi, nên có không có thì cũng chẳng sao đó. Thì bây giờ em nhìn này, nó rất là hay ở chỗ này, khung bao cửa trường em cần cắt một đoạn là 1793W, cắt hai chiều xéo đó, kết hợp với bạn vẽ nãy mình in ra thì người thợ người ta cắt ra cây nào người ta đánh dấu này, đánh dấu bỏ số lượng này 2 cây, các kiểu gắt cóc đấy, thì nó ra như thế này. Thì nếu nó ra như thế này mà người, những người thợ, cái quá trình mà công ty mình thành lập mà người thợ đầu tiên bước vào làm với mình lấy cái bộ bản vẽ này và mình đưa cho người ta để người ta liên tục làm theo cách như thế này, thì từ thế hệ đầu tới thế hệ sau hay thế hệ nào nữa thì quy trình bên công ty mình làm như thế này chăng nữa thì mình làm đúng quy trình này, thì thứ nhất là mình tiết kiệm được nhôm, mình đặt kính được rất là nhanh, thứ hai sợ sản xuất cũng rất là nhanh, cực kỳ chính xác, không có sai. Nếu vậy mình khi mình ra được bộ bản vẽ này rồi á thì nó có 3 tác dụng. Tác dụng thứ nhất là trong xưởng mình có những tấm kính nào mình cần làm, có khả năng thì mình sẽ vẽ theo tấm kính đó cũng được, hoặc là mình lấy cái số đo kính đó để mình lên trên xưởng mình coi thử tấm nào có thể vào được, thì mình tận dụng kính trước, chứ không như người khác là người ta làm xong rồi người ta đi đo kính, lúc đó người ta đi tìm kính rồi người ta đặt kính thì quy trình nó rất là lâu, tại vì thời gian đặt kính nó mất hết mấy ngày. Còn đây là mình tìm kính trước thì tấm nào vào được thì mình thay đổi khung cửa chút xíu để cho nó vào luôn. Nhưng mà chiều cao nó 2 phân, mình nhích lên 2 cm nữa để tận dụng được tấm kính thì sẵn sàng mình thay đổi chiều cao lên 2 cm nữa, mình về thay đổi bản vẽ này thôi mà không phải thay đổi nhôm. Còn trường hợp đã ra nhôm rồi thì không thể nào thay đổi được mà phải đặt tấm kính lại hoặc độ chế nó rất là lâu. Này là làm tối ưu hóa tất cả mọi thứ đó. Thì vì sao mà mấy năm nay anh, cái thời gian anh còn thi công cửa thì anh làm rất nhanh, lý do là một việc là khi anh đi đo cửa về hoặc thợ sản xuất đo cửa về thì anh bóc được số lượng nhôm rồi, bóc được số lượng kính rồi, bóc được số lượng phụ kiện rồi, những cái gì mà trong kho mình thiếu chẳng hạn, như là phụ kiện thiếu chẳng hạn, 1-2 cái khóa, 1-2 cái lề thiếu thì anh bóc trong vòng một, trong vòng nửa ngày là mình đã ra tất cả mọi thứ rồi, mà mình đã tính được kính, mình đặt kính rồi. Đôi lúc thợ sản xuất chưa sản xuất cửa xong mà kính anh đã có rồi đó, kính mình đã có sẵn rồi. Nhiều người là người ta làm xong cửa người ta mới đo kính, mà người ta tính toán kính thì ta đo đạc còn tính toán, thì cái vấn đề mà khi mà tự mình tính toán bằng tay hay bằng giấy thì nó cũng được thôi, nhưng mà nó lâu là cái nhất. Thứ hai, lâu lâu mình lộn cái số, giả như số 3 mà nhà máy người ta không đọc được là số 3, mà mình nói là số 4 những hàng mà đọc thành số 1, hoặc số 7 người ta đọc thành số 1, thì nhiều người người ta viết số nó khác, nhà máy đọc không ra, người đọc không ra số đó là những cái trường hợp là lộn sai. Nếu mà lộn sai mà nhà, bên phía nhà máy sai thì đương nhiên nhà máy phải chịu, nhưng mình mất thời gian, mình là người mất thời gian rồi. Còn cái thứ hai nữa là giả sử như trường hợp mình làm lộn thì mình lại mất chi phí, còn đây mình giảm thì chi phí hoàn toàn, mình đâu mất chi phí đâu, máy nó là số nó như thế này rồi mà đọc không ra nữa chỉ có lỗi nhà máy thôi chứ không lỗi gì ai hết. Và thứ ba nữa là mình chuẩn bị được số tiền mình cần làm một công trình, mình chuẩn bị bao nhiêu vậy thôi, mình có thể cài ấn định là ở một mét kính bao nhiêu tiền, mình tổng số lượng mét kính đó mình nhân thành tiền ra số tiền, hoặc là mình cần tổng bao nhiêu nhôm đó, từng bao nhiêu tiền để làm nhôm, rồi cái khóa bao nhiêu tiền đó, cái lề bao nhiêu tiền, mình tổng hợp các kích nó tự làm ra. Cái cách tính toán bộ 4 cánh nó nhanh cực kỳ hay một cánh nó nhanh cực kỳ. Như mọi người người ta đặt vấn đề ra là sao, làm như thế này làm như thế kia, ngồi tính ra ghi một cây nhôm này bao nhiêu tiền chẳng hạn, ghi cây nhôm này bao nhiêu tiền, một cái khóa, một cái lề bao nhiêu. Nhưng mà người ta ghi như vậy nhưng sót là những chi phí như một cục ke bao nhiêu tiền thì nó không xuất hiện ra, một cái ke bao nhiêu tiền nó không xuất hiện ra, rồi một cái bộ cửa nó hết bao nhiêu mét ron người ta lại đoán chừng, hoặc là nguyên một lô cửa này hết từng bao nhiêu cái ron người ta lại đoán cần. Còn như mình đã rõ ràng như một bộ cửa 4 cánh này đi, nó ra đàng này, ron này, ron khung này là hết 20 mét, ron nẹp là hết 21 mét, thấy không, ke tăng cứng là hết 34 cái, thấy không,
Ke ép góc cửa đi là hết 16 cái. Đấy. Ke khung bao cửa đi là hết 2 cái. Đấy. Rồi nè, vít liên kết. Đó. Keo liên kết để chống nước, đúng không? Keo liên kết để chống nước là hết 39. Thế rồi 39 này cũng chưa hiểu là 39 gì. Vẫn chưa hiểu lắm. Nhưng mà vít lắp đặt thì hết là 11 con. Đó, nó đã xác định rõ luôn. Thì cái này, cái vít lắp đặt này là nó ghi cái là nó ghi chú đây là tùy vào địa điểm xây dựng. Vì mỗi địa điểm xây dựng thì nó hết cái số lượng con vít nó khác nhau. Nhưng người ta vẫn dự trù cho mình là lắp một cái nhà hết bao nhiêu con vít. Vẫn dự trù cho mình được. Hôm nay số lượng kính cũng có luôn. Nó kính đâu rồi? Kính đây, kính 8 ly. Đây, 2m05 x 63 bằng 48. Thì nếu mà cái phần mềm như thế này nó quá hiệu quả như vậy mà mấy bạn không xài thì xài cái gì?